Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay mình xin được giới thiệu tới các bạn một viên đạn nhỏ. Và đây chính là viên đạn nhỏ. Đây là một chiếc camera Wi-Fi không dây được đến từ thương hiệu iMount. Như các bạn đã biết, thương hiệu iMount nó khá là phổ biến trên thị trường rồi. Và bây giờ hiện tại đi đâu các bạn cũng có thể nhìn thấy nó, và mình sẽ không cần nói thêm về cái thương hiệu iMount này nữa vì nó rất là nổi tiếng và rất nhiều người yêu chuộng rồi. Và hôm nay mình xin được giới thiệu tới các bạn một chiếc camera là Bullet Little, có nghĩa là một viên đạn nhỏ. Đây là một chiếc camera an ninh ngoài trời có độ phân giải lên đến Full HD là 1080p đấy. Nó sẽ cho chất lượng hình ảnh video rất là đẹp và mượt. Ngoài ra nó cũng có ghi là ghi hình 24/7, nghĩa là camera có thể ghi hoạt động ghi hình 24/24 liên tục trong suốt vòng đời của nó, rất lâu đấy. Và nó được chịu được thời tiết xấu. Đó, đây là một hình ảnh bên ngoài và một số thông tin bên ngoài. Và ở bên cạnh các bạn có thể nhìn thấy những tính năng thông minh của nó. Ở đây người ta đã liệt kê ra một số tính năng cơ bản như là xem từ xa, xem lại lịch sử và báo động chuyển động. Đây nữa. Và đây các bạn có thể nhìn thấy một số tính năng cơ bản của nó. Về dòng iMount này, mình thấy là những cái tính năng cơ bản nó ghi ở bên ngoài thực ra nó vẫn chưa ghi hết được tính năng của chiếc camera đâu. Lát nữa mình sẽ test thử chiếc camera và xem những tính năng của nó, giới thiệu tới bạn cho các bạn xem. Ở đây nó sẽ ghi một số tính năng cơ bản như kiểu là bên iMount nó muốn cho khách hàng một số sự bất ngờ về tính năng chẳng hạn, hay là nó tiết kiệm môi trường hay bảo vệ môi trường, vậy nên nó sẽ không ghi hết những tính năng mà chiếc camera này có. Nó chỉ ghi một số thông tin cơ bản mà mình đã phải vào trang web của trang chủ của iMount để mình sẽ tìm hiểu lại thông tin của nó và check lại thông tin giới thiệu tới các bạn. Ví dụ như ở đây nó ghi là H265 1080p, nghĩa là cái camera này nó sẽ chuẩn nén H265. H265 bây giờ hiện đang là công nghệ nén video tốt nhất thị trường. Nó có thể nén video của bạn lại để cho nó tiết kiệm được dung lượng bộ nhớ, thẻ nhớ của bạn. Nó sẽ lưu trữ được dài hơn, dài ngày hơn và hình ảnh chất lượng cũng đẹp hơn. Ở đây chế độ ngày đêm, như ở đây nó ghi trên vỏ hộp này nó chỉ ghi là quay được ngày đêm thôi mà không ghi là quay được khoảng bao nhiêu mét. Thì mình đã phải vào trang chủ của nó, mình đã xem và check lại thông tin thì ban đêm nó có thể quay được tới 30m các bạn. Ban đêm nó có thể nhìn xa tới 30m mà không hề gặp bất cứ khó khăn nào. Và đây là chế độ báo động chuyển động. Mỗi khi có chuyển động qua camera nó sẽ ngay lập tức gửi một tin nhắn đến cái số điện thoại bạn đã đăng ký để sử dụng camera cho bạn biết rằng đã có chuyển động đi qua chiếc camera đó và chịu được thời tiết xấu. Chịu được tiết xấu này nó cũng không ghi rõ là nó có thể chịu được như thế nào, thì mình có phải tìm hiểu là cái chịu đựng thời tiết xấu này nó đạt tiêu chuẩn IP67, nghĩa là chống bụi hoàn toàn và chống được mưa bão các bạn. Vậy nên các bạn có thể yên tâm lắp chiếc camera ngoài trời một cách hoàn toàn dễ dàng và không phải lo là bị nước vào. Wi-Fi ở đây thì các bạn là Wi-Fi 2.4, thường là gia đình hộ cho hộ gia đình và hộ kinh doanh người dùng sẽ dùng Wi-Fi 2.4, còn Wi-Fi 5G nó sẽ khác biệt, nó thường dùng cho công ty lớn. Vậy nên là các bạn có thể yên tâm rằng chiếc camera này hoàn toàn có thể cài đặt cho gia đình và những cửa hàng cửa tiệm thoải mái các bạn. Cloud, đây là hỗ trợ lưu trữ trên iCloud, trên bộ nhớ đám mây. Bình thường thì người dân Việt Nam ta sẽ ít sử dụng lưu trữ trên bộ nhớ đám mây hơn, bởi vì nó sẽ mất tiền theo phí hàng tháng hoặc hàng năm. Vậy nên người ta sẽ thường sẽ mua kèm thêm một thẻ nhớ để lưu trữ vào thẻ nhớ đó và sẽ không mất thêm phí nữa. MicroSD, đây nó giới thiệu luôn là cái camera này nó được hỗ trợ thẻ nhớ
Và thẻ nhớ này nó sẽ lên đến 128 GB. Vậy nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm là mình có thể lắp thẻ nhớ 128 GB và chạy rất là mượt. Ngoài ra đây nó chỉ như vậy thôi. Ngoài ra mình có tìm hiểu thêm là chiếc camera này nó sẽ tích hợp thêm micro các bạn nhé. Nghĩa là nó sẽ có thể ghi âm mình nói chuyện ở đây, chiếc camera có thể ghi âm lại. Vậy nên nó sẽ cho hình ảnh video và ghi âm, ghi tiếng, ghi hình đàng hoàng. Ok, vậy đây là sơ qua cái vỏ hộp của nó, các bạn này nhìn thấy. DSS là nhà phân phối duy nhất và độc quyền cái dòng iMount này. Nên tất cả những dòng iMount này sẽ đều được nhập từ DSS Việt Nam các bạn. Và bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc iMount này ra nhé, xem nó có những gì, và một lát nữa mình sẽ cài đặt cấu hình vào điện thoại để xem chi tiết cấu hình của nó. Bạn có thể nhìn thấy một lớp xốp, bọc xốp khá là kỹ các bạn này. Đó. Một bộ để cách nước, một dây sạc và củ sạc, dây này dài chắc khoảng 3 mét các bạn. Cái dòng iMount này ngoài trời được cái dây sạc của nó sẽ khá là dài, không như cái dòng EZFit thì dây sạc camera ngoài trời nó rất là ngắn, chắc chỉ được nửa mét. Và đây là bộ ốc vít đi kèm để mình có thể bắn camera vào. Một quyển sách hướng dẫn sử dụng cài đặt này, giới thiệu linh tinh đấy. Một định vị để bắt camera. Và cuối cùng là một chiếc camera. Đây các bạn có thể nhìn thấy, đây là cái dây để mình có thể cắm mạng LAN này. Nếu mà camera của bạn bắt cách quá xa cái cục wifi thì bạn nên đi dây LAN nó chắc. Còn nếu mà các bạn muốn đi xa khỏi nhà, nhà có nhiều vật cản ấy, thì mình sẽ đi dây mạng LAN cho nó chắc. Và đây là dây nguồn. Và đây các bạn có thể nhìn thấy này, đây thân chiếc camera này. Mình có thể điều chỉnh góc, góc lên, góc đứng đều được cả. Và nó sẽ có một râu, một mắt camera này, một cái mic này, bạn có thể nhìn thấy, một cái đèn báo này. Đấy, camera góc khá là rộng. Và ở dưới các bạn có thể nhìn thấy mã code này. Và đây là thẻ nhớ và nút reset. Khi nào các bạn mua camera thì các bạn vặn cái này ra, lắp thẻ nhớ vào thì nó sẽ chạy thẻ nhớ bình thường. Ok, đây một số thứ cơ bản. Và bây giờ mình sẽ cài đặt chiếc camera này vào điện thoại và mình test thử cho các bạn xem những tính năng của nó cũng như là hình ảnh nhìn ban đêm của nó như nào nhé. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu cài chiếc camera Bullet Little này, viên đạn nhỏ có tên công nghiệp là G22P này vào chiếc điện thoại iPhone này nha. Và để đầu tiên mình có thể cài được chiếc camera này vào thì mình phải cấp nguồn cho nó. Cái nguồn này, đầu này thì mình cắm vào camera. Ok, còn đầu này thì cắm vào đâu thì các bạn biết rồi đấy. Ok, sau khi cắm nguồn xong các bạn có thể nhìn thấy nó hiện lên cái đèn đỏ này. Và bây giờ mình sẽ bật điện thoại lên. Phần cài đặt thì mình đã hướng dẫn chi tiết, tất cả chi tiết và để có thể cài đặt chiếc camera này rồi. Thì bây giờ mình sẽ không hướng dẫn lại nữa mà mình chỉ vào phần cài đặt để có thể cài nó nhanh gọn thôi. Đó. Bây giờ mình đã cài đặt được chiếc camera này rồi. Bây giờ mình ấn tiếp theo. Xong cứ ấn tiếp theo thôi. Mật khẩu camera, mật khẩu wifi của nhà bạn. Đèn báo nhấp nháy màu xanh, các bạn thấy này, đèn bây giờ nó đã hiện lên màu xanh này. Mình tích vào đây. Ấn tiếp theo.
và sau đó mình sẽ check cho nó. Sau khi tiếng chuông kết thúc, nó sẽ thiết lập cho bạn. Các bạn đợi mấy giây là nó sẽ thiết lập được. Đó, nó đã nhận thấy chiếc camera của bạn rồi, thấy không? Bullet Little 5E04. Ở đây các bạn ấn xong. Bảy ngày lưu trữ, để sau đi. Ok, vậy là mình đã thấy chiếc camera của mình ở đây rồi. Mình ấn vào đây xong. Đấy, như các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của nó. Mình có thể lấy cái này để mình quay live stream được, hoặc là quay video, đăng Facebook. Rất đơn giản các bạn, đơn giản và thoải mái. Các bạn có thể thấy góc nó rất rộng. Tuy là khoảng cách rất ngắn nhưng mà góc rộng lắm, nhìn thấy hết tất cả mọi thứ. Đó, giờ mình sẽ để nó đây tí nữa. Ok, và đây mình sẽ bật thử cái loa xem nào. Đấy, các bạn có thể thấy nó bắt âm rất tốt và độ vang của nó. Ở đây đang để chế độ SD, các bạn có thể nhìn thấy SD này nó sẽ không nét lắm. Tắt đi cho nó im. Mình chuyển sang HD, nó rõ nét hơn. Đấy, các bạn có thể thấy ngay, hình ảnh nó nét hơn SD khá là nhiều. Đây các bạn nhìn thấy này, cái sách khá mờ này, người mờ này. Mình nên để chế độ SD cho nó nét các bạn. Và ở trong màn hình chính của nó, các bạn có thể nhìn thấy đây là nút tạm dừng. Mình có thể dừng không quay camera nữa. Và mình sẽ bật lên để nó có thể ghi hình liên tục. Nút hình vuông đó để chia màn hình ra làm 4. Nhiều camera, bạn có thể gắn nhiều camera vào đây được. SD mình đã giới thiệu. Ok, ở đây cho màn hình to ra. Đàm thoại hai chiều thì cái này không có đàm thoại hai chiều bạn nhé, nó chỉ có ghi âm và ghi hình thôi. Và đây nút chụp ảnh, mình có thể ngay lập tức chụp một cái ảnh live stream. Nào lên nào em. Đó các bạn, chụp khá là nhanh và đơn giản. Mình có thể lấy cái ảnh này lên và đăng lên Facebook và ghi một đoạn video này. Đây là xem lịch sử. Đây các bạn có thể thấy, hiện tại mình không lắp thẻ nhớ nên nó chưa có lịch sử ở đây. Và mình sẽ vào phần cài đặt nha. Đây bên cạnh là nút chia sẻ camera này. Đây là nút cài đặt. Mình sẽ vào cài đặt xem nó có những cái gì. Tính năng này. Nó tính năng này hầu như là những tính năng nó đã ghi ở trên vỏ hộp rồi. Thông báo. Đấy, ở phần đây, phần thông báo báo động này nó có rất nhiều các loại thông báo để cho các bạn biết. Thông báo bằng tin nhắn này, khi nào có một chuyển động bất ngờ qua chiếc camera của bạn thì nó sẽ ngay lập tức gửi một tin nhắn và video cùng hình ảnh tới cái điện thoại của bạn để bạn có thể quản lý và xem ngay lập tức xem là có ai đã đột nhập vào nhà của mình. Chuyện rất là đơn giản. Thiết bị ngoại tuyến. Cái thiết bị ngoại tuyến này là khi nào các bạn, cái camera của bạn bị ngoại tuyến thì nó sẽ gửi một tin nhắn cho bạn là thiết bị đã bị ngoại tuyến, và các bạn sẽ kiểm tra lại chiếc wifi của mình xem là nó đã trực tuyến chưa. Thiết lập báo động, phát hiện người chuyển động này. Thiết lập trình báo động, độ nhạy phát hiện, phát hiện vùng phát hiện nó. Ở đây phát hiện chuyển động mình đã bật rồi. Thiết lập vùng, các bạn có thể khoanh một cái vùng nào đấy có chuyển động. Đó, các bạn có thể khoanh một vùng nào đấy có chuyển động vào là nó sẽ báo động khi nào mà có chuyển động qua cái vùng đó. Ở đây mình sẽ giới thiệu sơ qua. Phát hiện AI chưa được kích hoạt. AI là chế phát hiện thông minh nữa, trí tuệ nhân tạo này, được ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Lưu trữ đám mây này. Tình trạng lưu trữ cục bộ, kế hoạch ghi hình. Đó, kế hoạch ghi hình này là để mình có thể cài đặt được ghi hình 24/24, hoặc là cách ghi hình
tiết kiệm thẻ nhớ hơn là mình có thể ghi hình đeo chuyển động, chỉ khi nào có chuyển động qua camera thì camera mới ghi hình, và như vậy nó sẽ tiết kiệm bộ nhớ của bạn, và cũng như là khi mà mình xem lại lịch sử nó sẽ dễ dàng tìm hơn, dễ hơn là mình tìm cả ngày 24 tiếng thì rất là lâu. Ở đây khi nào có chuyển động thì mình tìm thì nó sẽ hiện, nó nhanh hơn các bạn. Âm thanh mã hóa tùy chỉnh, mã hóa này để mình có thể chia sẻ. Âm thanh thì mình cứ bật lên để chiếc camera mình có thể thu tiếng được. Chia sẻ thiết bị cấu hình mạng thêm, đó. Cơ bản là chiếc camera này nó là dòng chuyên để quay và ghi hình, vậy nên nó sẽ không hỗ trợ đàm thoại hai chiều, nhưng mà cái trình độ ghi âm và ghi hình của nó thì khá là đặc biệt các bạn. Các bạn có thể yên tâm về tính ổn định cao của chiếc camera này. Và bây giờ mình sẽ tắt điện đi, tắt hết điện đi nhé, để cho các bạn test thử xem cái chế độ không có một chút ánh sáng nào của nó như thế nào nhé. Sleep. Đấy, các bạn có thể thấy nó đã bật chế độ hồng ngoại. Đấy, bây giờ mình có thể nhìn thấy. Các bạn có thể thấy khá là rõ nét, quan sát rất là xa, các bạn thấy. Đó. Vì hồng ngoại ban đêm của nó. Hồng ngoại ban đêm của nó có thể lên đến 30 mét các bạn. Vậy nên là các bạn có thể yên tâm hoàn toàn, nó có thể nhìn đêm rất là tốt, rất là rõ, không gặp bất cứ một vấn đề gì. Đây là hoàn toàn điều kiện không một chút ánh sáng nào các bạn nhé, không hề có một tí ánh sáng nào thì nó quay vẫn rất là ổn. Ok, vậy là hôm nay mình đã giới thiệu qua cho các bạn đôi nét về chiếc camera Bullet Little có tên công nghiệp là G22P, cũng như hình ảnh, tính năng và cấu hình nó như thế nào. Vậy có bất kỳ thắc mắc nào các bạn có thể comment dưới cái bình luận của video này, mình sẽ trả lời tất cả và làm rõ tất cả những thắc mắc của các bạn. Ok, xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.